yên mở nghinh buông như ngọc hoàng chính điện đi linh tiêu ý. Loan thanh giá hồi
quỷ, gia uy sát quỷ, trừ tình còn lớn đệ nhất trong tài. Sống độc đồng người tiên ngang sau 30, sống độc đồng tiên ngang bồng lái tiên đi cảnh không sai đi nào. Thank you.
Truyền phán các quan lớn về, truyền phán các quan minh tả cơ hữu đội, lượng ban đáo đàn lệnh truyền phán võ đối hạ. Binh vạn mã hàng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Quan lớn bây giờ người chặt giam anh linh trước là khám xét địa định, sau là thu trọng ý trừ tình ghen ngày xa uy chẳng thế biết tay. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên tấu quan đệ nhất người chép biên dành dành kê xó để thể trang sinh. Phúc lai thai tống khang linh họ trường phi cho dũng mệnh đôi đường. Cấp như luật luật linh linh phong kính như lai chiếu điểm hai khai tần lớn khai tần lớn quang minh chiếu hai nhĩ năng thông chính khai tần khẩu năng thông thực hai tư túc bộ ngành khai tâm tâm bình chính khai diệt diệt uy linh diệt bảo hóa ông linh chân linh nhất đồng lớn về chân linh nhất đồng sao khăn tứ phủ chấm đồng làm tôi độ cho đệ tử hơn người về chứng quả đang duyên đi đủ cho gia chủ còn lòng thành dựng lên công danh sự nghiệp trên đời. Phẳng lặng can qua bốn mùa, phẳng lặng can qua ai xuân thu cầu lộc lộc thu đông cầu tài hè về sắc khúc trừ tay. Chính dòng lại đã ra dòng vì cây không lại nấy trừ thân diệt ra bốn mùa phạm lặng đàn qua cấp thực cấp lương lớn về cấp thực cấp lương cho thân no ấm ý cho tâm vững vàng cho đồng thanh bóng lục vẻ vang.
cấp
luôn cho thân no ấm đi, cho tâm vững vàng, cho đồng thanh bốc bục vẻ vang. Tâm thân hoan lạc đảm đang mọi bề, cho đồng qua bến sông sông mê. Mở phủ khai đàn có lớn về, mở phủ khai đàn đi sóc chú, mở phủ cho người trần gian độ, cho đệ tử an khang. Lấy ở nơi nơi nước này, lấy ở nơi đâu nước này, lấy ở sông sâu thì về tiếng cho đệ tử đèo. Lên cây đức bốn mùa xanh tươi, hơi lan thơm một nhà. Mở phủ quấn cầu lớn về, mở phủ quấn cầu cô cho đệ tử qua cầu bình an, độ cho đệ tử an khang. Ngật ngật lâm lâm sơn
kiều chị lòng nghi thành chiều trăng thầm sơn chi cao hệ thanh chi thâm ấy thực thực chốn nên non nhân 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 bầu nước nước thank you.
một tuần nhang lòng thành, thắp một tuần nhang nghi tú vị phải vị. Các ban các tòa thiên đình phải vị diêm la. Tứ vị phải phụ đức vua ra được định tôn dòng làm chúa thoại kinh. Sớm dâng lên thượng tài văn sơ dâng lên tàu quan tam phủ người chép biến dành dành về cho tiên chủ bình an. Họ vũ bình an đổ cho họ vũ bình an cửa nhà phu quý thang linh thọ trường thư cho dung bệnh thang từ. Phùng thỉnh như là chiếu điểm khai khai tầm được khai tầm được quang minh chiếu khai nghĩ năng tông tính khai thần khẩu năng tông thực khai thư túc bộ hành khai tâm tâm bình chính khai hiện diện quy linh diện màu hóa hồng linh dục giới không phi hại dục giải khai phi không pháp giới hoa hoạt động khai tăng thập cờ diệu quang minh chứng hình nhân. Châm lính nhật đồng đồng lớn về châm lính nhật đồng đồng sao văn tứ phủ châm châm đồng làm tôi đủ cho đệ tử hơn người phải đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi trên thuận lòng rời dư thuận lòng dân hội đồng đồng ba phủ nghiêm quân quân về sứ quả đàn riêng đi cho an bản mệnh mệnh cho thân vững vàng đồng thân bóng mịt vẻ vang lại nở ra rừng trứng rồng rồng lại nở ra rồng cây thông lại nầy rồi thông rượu già bướm mùa phẳng lặng an qua cấp thực cấp lương lớn về cấp thực cấp lương cho thân no ấm cho tâm vững vàng cho đồng thanh mong lịch mẹ chúng mở phủ cho người trần gian độ cho đệ tử an khang lấy ở nơi nơi nước này lấy ở nơi đâu nước này lấy ở sông sâu thủy tèm cho liên hệ cây xanh đầy lộc này cho trời nở hoa bốn mùa phẳng lặng can qua cho cây lộc bốn mùa xanh tươi huệ lan sum họp một nhà mở phủ quân cầu lớn về mở phủ quân cầu đô cho tín chủ qua cầu bình an tự cho đệ tử an khang chúa sổ đi đình ngọn bút son chúa sổ đêm đình xa tay cải tử hoàn sinh cho trần độ cho đệ tử thanh tân thank you.
triền ý tâu đức vương quan tâu đức nghe vương quan thần đệ tử này tiến bản văn văn dâng nghe sự tích nghe thành hoàng thái tử xuống bề lạnh răng
lên thờ quan tán tiếng hai vàng tả long long hiếu hiếu hồ thạch thành bàn rất rất uy. Gian hồi cung kịch bản
tứ vốn còn trời cai ngự thiên cung. Chuyện mười phương lên trời dưới đất ninh quản nê thông chi đạo Phật đi truyền ra ý. Giáng anh linh trước là khám xét địa, sau là thu sóc người trừ tinh phen này ra uy trần thế biên tay. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng phê cho ra chủ bình an. Phúc lai tai tấn nghi an khang thọ trường phê cho dũng mạch đuôi đường. Bao nhiêu hạt ách tống ra hải ngoài đủ cho già trẻ gái trai ra chúng thịnh vượng lộc tài hoàn hận lễ cầu sở nguyện lòng tâm. Tam thai sinh ngã lai, tam thai dương ngã lai, tam thai hộ ngã lai, nhất an tam hồn đỉnh y an kiểu phách tinh, tam thai an thể trạng bản mệnh đắc bình an cấp 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 như luật linh. Trâm lính nhận đồng lớn về, trâm lính nhận đồng trao khăn tứ phủ, trâm đồng làm tôi độ cho đệ tử hơn người. Trên theo Phật thánh y, dưới theo đồng thầy dốc, một lòng không dám đứng sai.
chứng quả đàn duyên lớn bầy, chứng quả đàn duyên nghe độ cho tín chủ, để dây bình an độ cho đệ tử an khang. Tâm thần hoan lạc đảm đang mọi về cho đông đông qua bên sông sông mây. Rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nảy, trời thông dưỡng ra bốn mùa phẳng lặng tan qua. Cấp thực cấp lương lớn về, cấp thực cấp lương nghĩ cho thân nó ấm, cho tâm vững vàng đồng thân bóc bóc vẻ. Mở phủ hai đàn trong chúng mở phủ cho người trần gian độ cho đệ tử an khang. Trên theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy dốc một lòng, không dám đơn sai. Dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng về cho họ vũ bình an. Phải đạo làm tôi quân thần, phải đạo làm tôi trên theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đứng sai. Thank you.
cửu rượu đào đài các đế tinh nghề Salon Thanh Giá hồi cung đệ tử con nghe cúi đầu đốn thủ tiên tiên chầu quan đệ ngũ tuần tuần tranh cảnh âm thanh nghe nhiều nơi linh nghề sơ vương vốn nê đặt đắn bày thượng cổ nghi di lai xuất nhập mỹ trang tài bao phen xuất nhập trang đài đào lan quế huệ xung vầy xung vầy xướng ca Tiên tiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người loan giáng anh linh trước là bảo gia đình sau là tôi sắp xếp sự tình phen này giao ý trần thế biên tay trần thế biết tay giao ý trần thế biết tay gửi lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu đâu đây đó bình an sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên quan tuần tu đối người chép biên rõ ràng vì cho họ vũ bình an quan tuần tu đối người chép biên rõ ràng vì cho họ vũ bình an phúc lai tai tấn an khang thọ trường vì cho dũng mạnh đối đường
yêu ngàn ách tống ra hải ngoài đường cho già trẻ gái trai gia chung thịnh vượng lộc tài hoàn hợp lễ cầu sở duyệt tòng tâm văn sống dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên quan vận tâu đối người xếp biến dành dành thế cho thiên chủ bình an Thank you.
Phần đồng đền quan thầy họ Hoàng Tắc Cờ thì đại tấu sông tranh ơi 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 nay sang nước còn ghi một mảnh cho
bảy huyện đường phúc đẳng hà xa, bao nhiêu hạt ách của lớn tông ra hải ngoài. Tám huyện già trẻ gái trai, xa chung thịnh vượng lộc tài hoan hân. Chín huyện đi giáng phúc lưu ân mê thần, giáng lưu phúc độ thiên xuân thọ trường nghề. Tiếng ai nước nước danh tung hoành dung lượng, cảnh non bồng nước nhượng bồng lai. Vui chơi bàn chúc bàn mai, bàn lăn tiệc họp xung vầy sướng ca. Bát hải đồng đình vô xa, bát hải đền đồng bằng nghề, điều quan đệ thất nên anh linh nghề khác thường xa. Quan triệu thường là con vua thứ hai, đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình xa. Đền rồng sớm khuya vui vẻ, đền rồng nghe dây thủ tiếng cầu hồng nghề vào ra loan thanh giá. Tiền thánh trên ngàn tiền nghe dâng vạn niên, tiền thánh nghe trên ngàn nền đông quân tuần quan.
sấm vang mặt biển, mưa tuôn đầu gành. Ra tượng à, mắt phượng long lanh ấy à. Chỉ cần chạm mong coi hoạt hoạt đầu.
trời bên từ sớm chiều ta mang tay với mẹ mặc rừng vàng đẹp cho sông họ giàu sáng đời đời đẹp cho các ghê đời đời giàu sang. Lộc đẹp ta đầu người ban ra nước tâm bồ đào vì đã an lành lành ban cho thành đồng tiền tốt lúa dày tí à. Lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con đê nhang con phục thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14 đông cuồng nghi sương nghi rơi tí tách nghe tiếng lá rừng sao sạc năm năm canh canh gì kêu đôi núi vang vang tay nghe 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 à trên cành lá rơi con đường nhỏ dẫn lối vào hang động chầu giáng sinh trên đất thổ đông cuồng quê hương đà ngày nay mây
phải phủ thiên thay để tam trầu, phải phủ thiên thay hành vân ra vũ làm giày gió mưa ra hồi cung đi đồng không sai sâu đệ tử tùy tòng chiếu dung công chúa ngự đồng cứu dân hai quang dòng ngang thập cờ rửa quang miền chứng đàn chúng hạ tích bằng tiếng rạp kim phục hoàng lên gần thánh chúa thiên trung vương chiều giờ sáng tịch cũ lê chiều ủy châu nắng sóng hoa bị điều dị hương thành ra hồi cung nương xuất phong mỹ lục công nương bốn dòng trần thị sinh sáng xuân lục giang ngay là nơi cát địa chín tư rừng nghỉ đích 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 thập chúa tiên sai đôi chiều lùng cũng nghe nặng nặng ai
vốn dòng sơn trang, ngự kinh bằng chúc mang giang ý.
trần gian ghi nhớ ơn người, nhớ miệng sâu cười lại cười rất rất xinh nghe. Gã rừng gõ bỏ tục tiếng nghe, voi trầu hộ phục ông xa đứng kề trầu. Dốc một lòng không dám đơn sai, biết dầu ra dầu tiếp lực bàn tay.